tại tỉnh Đồng Nai tiếp tục kiểm tra giám sát công tác bảo quản sử dụng vaccine phòng COVID-19 tại Đồng Nai. Chiều qua, đoàn công tác của Cục Y tế Dự phòng do Tiến sĩ Nguyễn Minh Hằng, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn, đã làm việc với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đồng Nai. Theo báo cáo của CDC Đồng Nai, từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 4 2023, Đồng Nai được Bộ Y tế phân bổ hơn 8.472.000 liều vaccine ngừa COVID-19. Tỉnh đã triển khai 54 đợt tiêm chủng, trong đó 52 đợt thành công, 2 đợt đang triển khai từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 2023. Toàn tỉnh đã tiêm hơn 8.279.000 mũi tiêm, tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 đạt hơn 100%, mũi 3 đạt hơn 55% và mũi 4 hơn 73%. Từ tháng 3 năm 2022 đến nay, dịch COVID-19 được kiểm soát, số ca mắc COVID-19 cả nước và tại Đồng Nai giảm, nên người dân chủ quan không hưởng ứng tiêm vaccine, công tác tiêm chậm tiến độ, đặc biệt là đối tượng trẻ em, gia đình trẻ chưa đồng thuận, lo lắng trẻ bị tác dụng phụ sau tiêm. Sở Giáo dục Đào tạo cũng có làm một cái khảo sát, đến 100.000 phụ huynh có con ở trong độ tuổi tiêm chủng thì có hơn 85% là không đồng ý cho con tiêm, thì có lẽ đây là cái rào cản chính. Nhất là những cái mũi tiêm ở sau này thì là người dân không đồng ý tiêm, kể cả là có danh sách đối tượng tiêm rồi thì người ta đồng ý tiêm, nhưng mà đến khi ra đi tiêm thì họ cũng không ra tiêm. Hiện nay thì báo cáo với đoàn là từ đầu năm 2023 tới nay đó, cả tỉnh chỉ có 5 ca là COVID-19 thôi, thì cái này cũng và không có trường hợp nào tử vong cả, cho nên có lẽ là cũng là một trong cái mà làm cho người dân có vẻ là chủ quan trong cái việc tiêm này. Ngoài khó khăn trên, Đồng Nai cũng gặp khó khăn trong quản lý đối tượng tiêm chủng, nhất là ở những địa bàn nhiều khu công nghiệp, dân số di biến động nhiều. Ở đây thì phải nói là Biên Hòa này, Trảng Bom, Long Thành, Nhân Trạch là những cái khu công nghiệp mà những cái nơi đông dân thì quản lý đối tượng còn khó nhiều. Thực sự là chúng tôi thấy là chẳng hạn ngay trong tiêm chủng mở rộng thôi, có những cái xã đó, thí dụ như xã Hiệp Phước của chúng tôi đó, thì khoảng hơn 30.000 dân và cái đối tượng trẻ tiêm chủng thường xuyên chúng ta chỉ có quản lý được khoảng 34% thôi. Đấy, thường xuyên biến động mà. Thì việc này thì tỉnh cũng đã có những cái giải pháp để mà quản lý đối tượng thực hiện tốt cái tiêm chủng mở rộng. Còn cái tiêm chủng COVID này thực sự là hiện nay chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình khó khăn trong tiêm vaccine ngừa COVID-19 hiện nay, CDC Đồng Nai đề xuất việc cấp vaccine cần theo nhu cầu của tỉnh để tránh tình trạng vaccine hết hạn sử dụng phải hủy và hệ số hao phí cao. Đoàn công tác ghi nhận các đề xuất của Đồng Nai về điều chỉnh số liệu tiêm, tiếp tục cấp vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em, việc cung ứng các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đồng thời lưu ý tỉnh có báo cáo cụ thể các trường hợp tai biến nặng sau tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 của trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh mới đạt hơn 46% là còn thấp.